là bài thứ hai là bài vỗ tay bốn nhịp thì nó có hai động tác. Động tác thứ nhất là sau, nhưng mà vỗ là trên, tay phải lên, mọi người vỗ lên trời. Sau, trên, sau, trên, sau, trên, sau, trên, sau, trên, sau, trên, sau, trên. Rồi, động tác thứ hai, tức là trên là mình ngẩng lên trời, động tác là sau trước này. Thì ngay đây này, sau, đưa phía trước, sau, trước, sau, trước. Rồi ráp hai động tác lại với nhau. Phía trước là phải đây này. Từ đây ngang đây thôi chứ đâu có lên trên này. Tức là không có lên trên này. Từ đây này, đi ngang thế này thôi này. Đó, đi ra trước. Đúng rồi. Phía trước á thì một bước ra. Sau, từ một bước luôn này. Bước ra, bước luôn này. Đó, sau, sao, trước, sau, 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 trước,
Hả? Nó bao nhiêu cá tất cả? Bảo hai ba trăm cá thì được.